Châu Văn Chương đi lạc tới ở đây. Chắc phải tớ về lại. Thôi đi vô đây coi có gì không. Đi bộ vòng vòng Việt Nam như thằng điên, người ta nói. Em ở đâu đây anh? Anh em ở đâu đây? Ở đâu đây? Ở Việt Nam, ở thành phố nào đây? Có cái chợ gì ở tên không? Chơi cho họ. Chợ chỗ họ. Ok, cảm ơn anh. Thôi, anh mẹ anh tâm kia. Ok, không sao không sao.